xin chào tất cả các anh các chú ạ hôm nay hàng cb atomat chống giật nhà em về rất là nhiều nên em cũng lại quay tiếp tục quay video giới thiệu cho tất cả các anh các chú ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng à, cho em theo số điện thoại 0975 275 636 để ủng hộ shop của bên em nhé đây ạ mọi người có thể đang thấy đây là cái mẫu mà đang hiện trên video đây là hàng của 30a hàng này hàng 3 chân bỏ một chân giữa đấu điện một pha việt nam 220v đây là 30A này 30A thì hiện tại em đang có Mitsubishi và Hitachi Đây nhá 30A và dòng giò của nó là 30 mb Hàng chống giật, chống giò gì, chống quá tải Đấu điện một pha Việt Nam 220V Bỏ cho em một con ốc giữa nhá Đấu hai dây bên cạnh này Lưu ý đấu vào đầu trên, đầu ra, đầu dưới là được ạ Hàng chống giật bên em đã test ok 100% cho mọi người rồi Mọi người về có thể test lại cũng được Hoặc là đấu luôn trực tiếp cũng được nhá Giá bán loại này thì vẫn như cũ, giá là 170 000 một cái. Một cái thì bên em cũng có bắt cũng là bắt đầu ship hàng rồi. Ship về Hà Nội thì tầm 16 đến 20 000 nhá. Đây là trong nội thành Hà Nội đấy ạ. Còn ngoại thành và các tỉnh khác thì giá là 35 000 một đơn. Loại này loại này thì chỉ đấu điện một pha Việt Nam 220 thôi nhá. Mọi người lưu ý là không đấu điện được điện 3 pha 380 đâu. Tiếp theo sang bên này là của Mitsubishi 40A, dòng dò của nó là 30 mm cũng chống giật chống giò gì chống quá tải ba chân bỏ một chân giữa nhá 180.000 một chiếc thằng này lắp tổng thì rất là ok rồi này đây ạ còn bên đây bên đây cũng là những mẫu của Mitsubishi 40A dòng dò của nó là 30 mươi nhá chống giật đây này hàng chống giật này Hình, con này là con này là con con màu nâu này này con đen mà chữ màu Màu cam này này là của Fuji có một con thôi 180.000 một chiếc nhé Còn đây đây là hàng 30A dòng dò cái này dòng dò của nó là 15 mm này dòng dò nhậy nhé hàng 3 chân bỏ một chân giữa hàng 3 nút nhá giá 180.000 mọi người có thể chụp màn hình inbox Zalo cho em được nhá số điện thoại của em ghi ở dưới phần phần tự đề đấy nó là số Zalo của em nhé Đây hàng này là 180.000 này 30A hàng 3 nút nhé Nút đỏ này test cơ trực tiếp này Không cần đấu điện test cơ trực tiếp cũng được luôn Cái này là của nó là 30A và dòng dò 15mAh nhé 180 nghìn Hàng này là nó nó hàng hàng kiểu hàng tháo tủ ấy. Nó còn nó, nó vẫn còn cái nắp chụp ở đây nhá. Nắp chụp ở, ở bên ở bên dưới này và bên trên này nhá. Nhưng vì kiểu em sợ vận chuyển nó sẽ khó khăn nên em sẽ bỏ riêng ra một bên rồi. Không 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 gói vào đây. Khi nào bác là mua hàng đặt hàng thì em sẽ gói riêng ra để cho nó tránh bể vỡ nhá. Chỉ có cái hàng này mới có hàng nắp đậy thôi nhá, còn các cái hàng này là không không có này. Còn bên này là hàng của Nationa. Hàng này hàng không chống giật. Hàng này thì mọi người có thể lắp cho một pha 220 cũng được mà lắp cho 3 pha 380 cũng được. Hàng này không có chống giật nhá, 75A. Đây này, nếu mà, lắp vào điện một pha thì bỏ cho em dây giữa ra là được, không không lắp dây giữa. Hàng này thì nó cũng có cái nắp đây. Cái này là cái nắp nắp bảo vệ của nó này. Đấy, ủ vào hai đầu như này nhá. Đầu dưới một cái này, đầu trên một cái này. Có hai loại này có nắp thôi nhé còn các loại kia là không có nắp đâu. Hàng này vừa lắp một pha được, vừa lắp 3 pha cũng được, hàng thử, hàng không chống giật, nó chỉ chống quá tải thôi. Giá bán là 200.000 một cái nhé Còn bên này là hàng à, Em còn một ít Hàng này thì về của chuyến trước rồi chứ không phải là chuyến này Hàng này là đây Mẫu này là của 30A hàng của Fuji Hàng 3 nút này Nút đỏ để test điện này Không cần đấu điện đâu cứ ấn nút đỏ này Gạt công tắc lên ấn nút đỏ này là test trực tiếp luôn 30A dòng dò là 30mm nhá Chống giật chống dò gì chống quá tải Điện một pha 220V, 180 nghìn một chiếc Hàng này em hết hộp rồi nhá Hiện tại là đang hết hộp Còn mấy cái này của Matsushita mới với cả Natiana này Cái này cũng là 30A và dòng dò là 30 mm 180 nghìn một cái nhá Hàng này là hàng của chuyến trước Nên là nó chỉ còn Mỗi loại nó có vài cái thôi Nó không có nhiều như cái hàng hàng mới về của em Hàng này hàng về của chuyến trước rồi nhá rồi trên này là hàng Ad 3 pha Đây là mẫu uh, Mitsubishi 30A Dòng dò thì nó có chỉnh dòng dò 100, 200, 500 mm Chống giật nhá Hàng này hàng chống giật Chống dò gì chống quá tải Điện 3 pha 380 Mitsubishi mẫu màu trắng này Nó có cả mẫu màu đen này nữa nhá Đây, Mẫu màu đen này thì nó là dòng dò 30 mm thôi Còn mẫu màu trắng này thì nó có chỉnh dòng dò Giá bán là 250.000 một chiếc Hàng này chỉ đấu 3 pha thôi nhá không đấu sang một pha được đây đây là cái hàng à, 3 pha 380 này nó có 150 a của Niter này hàng chống giật nhá chỉnh dòng có chỉnh dòng dò 100 200 500 mm này 150 a của Niter này giá là 400.000 còn mẫu này là của Mitsu này Mitsubishi 200A, dòng giò là 100, 200, 500 miêm Tùy theo nhu cầu nhá có nút chỉnh dòng vò ở đây 200A và 225A em bán bằng tiền nhau Giá bán là 500 nghìn một chiếc nha Nó có màu đen này và màu trắng này nhá Đều là của Mitsu hết Còn mấy cái này thì nó là hàng nó Chính ra thì cái này nó là hàng chống giật đấy nhưng mà nó test chống giật không được nữa. Nó chỉ chống quá tải nữa thôi. Nên bây giờ em tính nó là hàng thường nhá. Giá bán 100A này là 300.000 nhá. Đây là 3... 3 pha. 3 pha 308 hàng thường không có chống giật. Giá là 300.000 này. Còn mẫu này là mẫu của Nationa 30A dòng dò là 15mm nhá. Đây mọi người có thể thấy đây. Hàng này là của Natiana, dòng dò của nó là 15mm thôi, 30A nhá Hàng của nó hàng dài này, xác của nó xác dài nhá Còn có thể so với cái tay em đang cầm đây này Giá bán là 170.000 một chiếc nhá Hàng chống giật, chống dò gì, chống quá tải đầy đủ nhá Còn mẫu này này Cái mẫu này là 200A của Fuji, 500.000 Cái này là 200A của Niter này, cũng 500.000 Mọi người chọn cái nặng được nhá, Nitro hay Fuji các từ hàng chống giật này em test ok 100% rồi. Còn đây là hàng khởi động từ này. Khởi động từ hiện tại là em đang có Mitsu. Và cái này là của thương hiệu gì đây? đây? Đây Cái tên thương hiệu của nó đây mà em đọc không ra luôn. Đấy. À, em đây đây đây. Togami nhá. Một là Mitsu và hai là Togami. Đây này, tất cả nó còn nó chỉ còn hàng 20A thôi. Giá bán thì là 200 nghìn một chiếc. Khách mua, mua nhiều thì em em để giá rẻ cho vào miễn ship nhá. Đây nó có hàng thấp và hàng cao. Nó có một cái chân cao này của 25A này. Đây mọi người có thể thấy nhìn thấy này, một cái của nó thấp và một cái nó cao như này nhá. Này là 20A này, cái này là 25A này. Giá bán bằng tiền nhau 200 000 nghìn Nó có hàng hàng 4 dây như này nhá. Đây là hàng 4 dây này, đây hàng 4 dây này, đây hàng 5 dây này. Mọi người cần loại nào thì cứ chụp màn hình như này em đang quay lần lượt thế này nhá, mọi người chụp màn hình vào. Thì gửi hình qua Zalo em sẽ chọn đúng cái cái cái, cái khởi mà mọi người chọn nhá. Cái khởi hoặc là cái áp mà cứ chụp vào màn hình vào inbox cho em Zalo thì em em sẽ chụp hình chọn ra. Còn cái này thì có 3 chân thôi này. Cái này có cái này có 3 chân thì nó là 25A này. Mà đa số nó chỉ còn 20A thôi. Bằng tiền nhau nhá. 25A hay 20A thì em bán bằng tiền nhau, 100 à quên 200 000 Đó. Rồi, uh, video của em đấy có những loại hàng khởi như này đây nhá. Mọi người có thể à, alo. Còn đây là hàng át nâng cấp chống giật, có 20A và 30A nhá. 20A thì hiện tại tụi em đang có hàng của Nationa này. 20A đang có của Nationa và Mitsubishi nhá. Đây, mẫu này là mẫu của đây hơi mờ nhỉ. Mẫu này của Mitsubishi này 20A, dòng dò là 15 mm. Còn mẫu này là của thương hiệu Nationa này. 20A dòng dò 15 mm. Hàng chống giật nhá. Mọi người lắp cho điều hòa hay là nóng lạnh hay là máy bơm hoặc là lắp cho từng phòng đều rất là ok nhá. Giá bán là 90 000 một chiếc. À, ai mua thêm hộp như này này thì là thêm 10 000 Hộp này thì là của Việt Nam nhá, còn hộp mới. Hộp mới của Việt Nam, còn áp thì là áp bãi, áp bãi ra ban, áp cũ nhá. 20A Còn đây là 30A này 30A thì em cũng bán bằng tiền với 20A Vì em nhập bằng tiền nhau nên em bán bằng tiền Cái này là của Mitsubishi 30A Dòng giò là 15 mm Cũng là 90.000 một chiếc Anh canh các chú ai mua thêm hộp như này thì thêm 10.000 Khách mua đơn hàng 10 cái Thì bên em sẽ miễn ship toàn quốc nhá Đây ạ Hai loại này mọi người đều lắp cho nóng lạnh hay điều hòa các thứ đều rất là ok, máy bơm các thứ đều được. Đây này. Mẫu này là 30A Có hai mẹ Hàng cóc này thì có 20A và 30A nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo Mọi người đặt hàng thì alo Các bạn zalo cho em theo số điện thoại như trên đây nhá Rồi em xin cảm ơn ạ Em xin kết thúc video ở đây ạ